Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món chả ốc cuốn lá lốt của mình. Để làm món chả ốc cuốn lá lốt thì nguyên liệu cần có: thứ nhất là ốc. Ốc ở đây mình có là ốc hương được làm sẵn. Còn nếu các bạn muốn tươi ngon nhất thì các bạn nên mua ốc về để tự làm, tức là tự làm sạch rồi luộc rồi khêu. Còn nếu không có thời gian thì các bạn hoàn toàn có thể mua ốc đông lạnh họ đã làm sẵn như của mình đây. Thế thì để làm sạch cái ốc hương này thì mình đã phải rửa với rượu và gừng. Còn nếu không các bạn hoàn toàn có thể rửa với muối và giấm. Tiếp theo, nguyên liệu chính thứ hai đó là thịt bò xay. Các bạn lưu ý các bạn một chút là nên chọn thịt bò thật tươi. Đồ càng tươi thì món ăn mới ngon được. Nếu các bạn không có thịt bò xay thì các bạn cũng có thể làm bằng thịt lợn xay. Lưu ý là không nên chọn thịt lợn quá là nạc, mà có lẫn một chút mỡ, ví dụ như thịt nạc vai xay thì là ngon nhất. Nguyên liệu chính thứ ba chính là lá lốt không thể thiếu. Đây là lá lốt do nhà mình trồng, rất là tươi ngon và to nha các bạn. Ngoài ra thì các gia vị cần thiết phải có đó là: một là hành tỏi và ớt, thứ hai là nước mắm loại ngon, thứ ba là hạt nêm gà hoặc bất cứ loại hạt nêm nào mà các bạn muốn, thứ tư là hạt tiêu, thứ năm là mì chính hoặc đường. Nếu các bạn không ăn mì chính thì các bạn có thể thay thế bằng đường. Ở đây mình còn trộn thêm vào nhân đó là cái lá lốt thái nhỏ. Khi các bạn mua lá lốt về hoặc lá lốt nhà trồng, các bạn sẽ có những cái lá rất nhỏ và nó không đủ lớn để mà cuốn chả, thì chúng ta nên thái nhỏ nó ra để trộn vào trong nhân. Tiếp theo cuối cùng đó chính là vừng rang để trang trí. Và đó là toàn bộ các cái nguyên liệu cần thiết để mình làm món chả ốc cuốn lá lốt. Bây giờ mời các bạn theo dõi cách mình làm chi tiết nha. Để bắt đầu món chả lá lốt thì mình sẽ cho thịt vào mình xay. Ở đây thì cái thịt này đã xay sẵn rồi. Nếu chúng ta cứ dùng cái thịt này để mà trộn với ốc thì nó sẽ không có dẻo. Lý do là ốc chúng ta không có xay, để giữ nguyên cái hương vị của ốc chúng ta chỉ thái nhỏ. Thế nếu mà cái thịt này cũng không được nhuyễn nữa thì nó sẽ, nếu như cái thịt không nhuyễn thì nó sẽ không có độ kết dính nhất định. Vậy thì chúng ta phải cho thịt vào xay. Và để lưu ý là giữ cho thịt tươi thì chúng ta cần phải để tủ để thịt thật lạnh để chúng ta xay. Bây giờ mình cho thịt vào cối nha. Cố gắng các bạn mua thịt càng tươi thì đồ ăn nó mới ngon được. Đấy. Cho thịt vào cối để mình khuếch cùng với gia vị. Tiếp theo mình sẽ cho cái số hành tỏi này vào để mình xay cùng. Mình cho chỗ nước mắm đã chuẩn bị. Mặn nhạt là do các bạn nha. Tuy nhiên là theo mình thì cái lá lốt nó có một cái vị mặn mặn, cho nên là chúng ta nên cho nhạt một chút so với bình thường. Hạt tiêu, bột nêm, tất cả chúng ta cho vào mì chính, tất cả cái gia vị mình đã chuẩn bị. Mình cho vào đây. Nếu bạn nào không có máy quét cũng không sao, các bạn sẽ dùng dao băm nhỏ thịt, băm thật nhuyễn ra. Và sau đó chúng ta trộn với ốc là xong. Rồi ta trộn gia vị.
Để đảm bảo cho thịt được tươi ngon thì chúng ta cần phải dùng máy, tức là sau khi cho máy chạy khoảng 1 phút, 1 phút rưỡi là chúng ta tắt để cho máy nó không bị nóng. Bởi vì khi máy nóng nó sẽ làm cho thịt nóng lên là nó sẽ bở cái chả của chúng ta, nó không có ngon, không có giòn. Vậy thì chúng ta nên tắt bật. Tuy nhiên là tổng cộng cái việc xay của chúng ta cũng chỉ khoảng 2-3 phút mà thôi. Tiếp theo mình sẽ thái ốc nha các bạn. Để giữ nguyên cái hương vị của ốc thì mình sẽ thái nhỏ chứ không xay. Thái miếng nhỏ để khi ta ăn ta có một cái cảm giác cái vị của ốc nó vẫn giữ nguyên và có cái sự giòn giòn dai dai sần sật của ốc người ta cảm nhận được. Chứ nếu các bạn mà xay nhuyễn ra thì nó sẽ giảm cái độ ngon. Cái số lượng mà hôm nay mình làm á thì theo tỷ lệ 2:1, tức là 2 thịt 1 ốc. Mình này nấu nướng thì mình không có phải cân đong đo đếm quá nhiều mà mình gọi là ấn chừng là chính. Ví dụ hôm nay mình làm khoảng 4 4 đến 5 lạng ốc thì ốc sạch sẽ rồi đấy, ốc thịt rồi đấy, thì mình làm khoảng 8 900 gram hay là 8 9 lạng thịt xay. Là cái tỷ lệ mình cho rằng tỷ lệ là đủ để ngon và giữ độ kết dính cũng như có cái hương vị ốc vẫn rất là nổi trội của cái món chả ốc này. Sau khi xay thịt xong thì mình đã cho toàn bộ cái số ốc đã thái cũng như là cái lá lốt mà đã thái nhỏ vào để trộn. Chúng ta trộn đều kỹ theo một chút. Và nếu như các bạn là có găng tay thì các bạn có thể đeo găng tay vào để trộn bằng tay để cho nó đều cũng được. Đó. Còn nếu không thì trộn bằng đũa hoặc bằng cái phớt này không sao. Đấy. Chỉ một chút thôi là chúng ta đã có một cái âu nhân để làm chả ốc rất là thơm ngon rồi. Và công việc tiếp theo của mình đó chỉ là cuốn với lá lốt mà thôi. Để cuốn lá lốt thì chúng ta lấy cái lá lốt, chúng ta đặt cái phần bóng này xuống dưới và cho thịt vào cái phần đầu to của lá lốt. Các bạn theo dõi mình làm nhé. Cuốn lá lốt thì mình thường không đeo găng vì mình cảm thấy là đeo găng nó làm nó vướng, nó khó hơn là làm tay. Mình cứ rửa sạch tay nên mình làm là được. Ok thôi. Mình cho cái lá và cái đầu to vào mà mình siết chặt tay, lăn một vòng là xong đó các bạn. Đấy. Vì thịt nó rất là dẻo cho nên là nó cuốn với cái thịt nó dẻo cho nên nó quyện đều với cái ốc, nó không có bị rơi đâu các bạn. Các bạn theo dõi mình làm cái tiếp theo nha. Các bạn cố gắng điều tiết khi mình lấy ốc là mình lấy nhân thì mình điều tiết cái nhân ốc với thịt làm sao cho nó đều. Giải ốc nó đều ra thì nó sẽ ngon hơn. Mình siết chặt tay và mình lăn. Cái này thì nó dễ rồi, ai cũng biết làm rồi, mình chỉ nói qua thôi. Và đây là 3 đĩa chả ốc cuốn lá lốt của mình đã cuốn xong. Chỉ còn một nguyên liệu cuối cùng đó là vừng để rắc lên trang trí sau khi rán. Công việc cuối cùng của mình bây giờ chỉ là mang rán chả
Có một cách khác, nếu như các bạn không muốn rán thì các bạn có thể nướng trên than hồng hoặc nướng lò, tất cả đều được hết. Chỉ lưu ý các bạn một chút khi rán, đó là để mà giảm bớt cái sự bắn của mỡ khắp nơi, đỡ phải lau chùi. Thì chúng ta lúc mà dầu nó nóng già thì chúng ta nên cho một chút bột mì vào, khuấy đều lên, sau đó mới cho chả vào và rán trên lửa lớn, không phải là lớn nhất. Ví dụ bếp nhà mình có 9 số thì mình rán ở số 7 để đảm bảo nó nhanh chín và lại chả nó không bị dai. Đấy là cái bí quyết khi rán, lưu ý với các bạn. Và đây là đĩa chả ốc cuốn lá lốt thành phẩm của mình. Các bạn hãy theo dõi nhé. Sau khi rán xong thì mình đã trang trí lên trên bởi một lớp vừng mỏng và một ít lá rau diếp cá cũng như một bông hoa. Mời các bạn cùng nếm với mình nhé. Đảm bảo là rất ngon đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và tạm biệt các bạn.